Kính chào quý vị khán thính giả Việt TV. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều thứ 6, 17 tháng 11 năm 2017. Chúng tôi đang có mặt tại nhà hàng Fortune, thành phố Fortress, Virginia, để tường thuật đến quý vị buổi dạ tiệc gây quỹ ủng hộ thị trưởng trí tạ thành phố Westminster, California cho nhiệm kỳ 2018-2020. Xin kính mời quý vị theo dõi hình ảnh do Việt TV DC ghi nhận sau đây. Sau nghi thức khai mạc, ông Trí Tạ chào mừng, cảm tạ quan khách, ân nhân và ban tổ chức đã tận tình ủng hộ, khuyến khích, mạnh mẽ ủng trợ ông trong chiến dịch tái tranh cử cho nhiệm kỳ 2018-2020. Nhưng mà rất là vinh dự và vinh hạnh có được cái sự ủng hộ của tất cả quý vị. Quý vị là những người ở tại vùng Hoa Thịnh Đốn hay là gần vùng Hoa Thịnh Đốn, và quý vị cũng đã cố gắng rất là nhiều đến đây để ủng hộ. Sự hy sinh đóng góp của quý vị chính là niềm tin, chính là những động lực để giúp cho chúng tôi và thế hệ của chúng tôi tiếp tục phục vụ cộng đồng, và cùng tất cả quý vị chúng ta gìn giữ căn cước tị nạn của mình. Một lần nữa